Mời các bạn đến với S-Channel. Trên thị trường di động hiện nay, khi kết thúc vòng đời sản phẩm thì các hãng đều giảm giá các sản phẩm của mình để có thể tiếp cận với đối tượng khách hàng mới. Tuy nhiên thì để bình chọn ra hãng mạnh tay nhất trong việc giảm giá thì có lẽ HTC sẽ là hãng đứng đầu. Năm trước chúng ta đã có 8X gây ra cơn sốt khi giảm giá tới 50%. Còn năm nay chúng ta sẽ có chiếc HTC One E8 cũng với mức giảm giá gần 50%. Cụ thể tại thời điểm ra mắt, máy được ấn định trong phân khúc cao cấp với mức giá 12 triệu. Bây giờ thì đã tụt xuống 6 triệu rưỡi để cạnh tranh ở hạng cân trung bình, thật là không thể tin được. Và hiện giờ thì mình đang có trên tay một chiếc HTC One E8. Chúng ta sẽ cùng một lần nữa tìm hiểu về chiếc điện thoại này để xem nó có điểm mạnh gì để có thể cạnh tranh ở phân khúc tầm trung khi mà tại đây đã có quá nhiều những mẫu điện thoại nổi bật rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên đó là thứ mà luôn đập vào mắt người dùng nhất và sẽ gần như là yếu tố quyết định tạo ra một ấn tượng ban đầu để lôi kéo người dùng, đó là thiết kế. Có thể nói là dù ở phân khúc nào thì thiết kế của những chiếc điện thoại đến từ HTC sẽ không bao giờ thiếu nổi bật. Bởi vì trong thị trường những chiếc điện thoại đã quá giống nhau, nhưng bây giờ thì hình mẫu thiết kế của HTC sẽ luôn tạo sự khác biệt lớn nhất. Mặc dù khoảng thời gian gần đây có vẻ như là hãng điện thoại này đã gặp khó khăn trong việc đổi mới mẫu thiết kế của mình. Tuy nhiên dù đã không còn mới nhưng cái thiết kế của chiếc HTC One E8 vẫn luôn là mẫu thiết kế đẹp và cá tính. Ở mức giá 6,5 triệu thì chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại bằng nhựa nguyên khối với ngôn ngữ quen thuộc của những chiếc điện thoại HTC cao cấp. Mặt trước sẽ là một mặt phẳng được chia cắt thành 3 phần với một màn hình nằm gọn trong giải màu đen ở giữa, còn hai giải loa boom sao sẽ nằm ở hai cạnh trên dưới với màu sắc khác biệt. Hiệu quả về mặt thẩm mỹ của cách thiết kế này thì đã được mọi người kiểm chứng rồi. Đó là khi chúng ta tắt màn hình thì sẽ có cảm giác chiếc máy này sẽ có một màn hình tràn hẳn sang hai bên và có một cái viền màn hình trái phải siêu mỏng, nhìn rất là đẹp và sang trọng. Hai giải loa boom sao của HTC cũng là một đặc điểm rất độc đáo mà chúng ta sẽ khó có thể tìm đâu được ở hãng điện thoại này. Ngoài việc hai loa cho trải nghiệm loa ngoài hay và tốt hơn hẳn so với một loa mono thì việc trang trí cũng như là sắp xếp hai giải loa này trên máy HTC cũng làm cho những chiếc điện thoại có vẻ hầm hố và nam tính nhưng vẫn không bị thô. Còn mặt sau thì chúng ta sẽ thấy là những đường nhựa thoát sóng trên One M8 đã không còn nữa. Vì tất nhiên rồi, cả cái mặt lưng này đã bằng nhựa thì việc gì phải thoát sóng nữa. Không còn những điểm nhấn được tạo nên bởi những đường nhựa thoát sóng này, nhưng bù lại thì mặt lưng của máy sẽ trở nên đồng nhất và ít chi tiết. Đó sẽ là một mặt lưng hơi vòng cung bằng nhựa, mềm, được bọc cao su, khi cầm sẽ rất bám tay và ít bám bẩn. Nhìn qua thì tưởng máy sẽ vẫn có hai camera giống như trên One M8, thế nhưng chỉ có một thôi. Đèn flash sẽ ở phía bên trên, camera ở phía dưới và cả hai đều được bao quanh bởi những đường viền là những đường tròn đồng tâm giả kim loại màu đồng, làm cho máy càng nổi bật sự mạnh mẽ và hầm hố. Có một điểm chưa tốt về mặt thiết kế đó là vị trí nút bấm được bố trí chưa thuận lợi. Khi mà nút nguồn được đưa lên đỉnh máy sẽ khiến cho chúng ta khó với đến. Tuy vậy thì cái nút nguồn này được sơn một lớp sơn giả kim loại màu vàng, đồng thời được trang trí bằng những đường tròn đồng tâm rất là đẹp và nổi bật. Ngoài ra thì hai nút tăng giảm âm lượng của máy sẽ được làm gần như là chìm ngang với mặt phẳng cạnh phải của máy, khiến cho khi nhìn vào từ mặt trước sẽ hầu như không thấy hai cái nút này. Cách thiết kế này sẽ làm cho cạnh viền của máy nuột hơn, bằng phẳng và ít chi tiết hơn, tuy nhiên sẽ khiến chúng ta hơi khó bấm nút một chút. Đó là những gì mà HTC mang lại cho chúng ta với HTC One E8. Chúng ta sẽ có một chiếc điện thoại với thiết kế chi tiết, hầm hố, nam tính và đặc biệt là rất khác biệt so với những chiếc điện thoại khác cùng tầm giá. Có lẽ đó mới là yếu tố quyết định, bởi vì hầu như là ở tầm giá này sẽ không có chiếc điện thoại nào thực sự đột phá về mặt thiết kế. Còn về cấu hình thì sao? Có lẽ ở thế giới công nghệ thì cái yếu tố cấu hình khủng là yếu tố mang tính tương đối nhất. Khi mà năm ngoái One E8 có cấu hình được cho là khủng và cao cấp thì năm nay nó đã đứng ở mức giá tầm trung rồi. Tuy vậy thì cấu hình này vẫn rất là cao nếu đem so với những sản phẩm khác cùng mức giá đến từ những thương hiệu có tên tuổi như là Samsung hay là Sony. Máy sẽ sở hữu con chip Snapdragon 801, lõi tứ, xung nhịp 2.5GHz với RAM là 2GB, bộ nhớ trong 16GB, có hỗ trợ thẻ nhớ ngoài lên đến 128GB. Màn hình Super LCD của máy sẽ có kích cỡ là 5 inch, độ phân giải Full HD. Máy sẽ chỉ có một điểm lùi so với One M8, đó là không được trang bị hai camera, dẫn đến việc là chúng ta sẽ không chụp ảnh trước lấy nét sau được như trên One M8. Tuy nhiên là độ phân giải của camera One E8 vẫn rất là cao, với các thông số là mặt sau là 13MP và mặt trước là 5MP. Như vậy thì máy vẫn sẽ cho hiệu năng rất là cao, đáp ứng hầu như hoàn toàn những tác vụ của người dùng. Vậy là chúng ta có thể kết hợp hai yếu tố thiết kế và cấu hình để có thể thấy được trong phân khúc này HTC One E8 có thế mạnh tới mức nào. Nếu chúng ta xét tới những chiếc điện thoại thiết kế đẹp và cấu hình cao ở cùng mức giá này với One E8 thì One E8 lại có lợi thế hơn về thương hiệu. Chúng ta sẽ có một sản phẩm chính hãng được bảo hành bởi HTC, một thương hiệu điện thoại lớn trên thị trường. Ngoài ra còn một lưu ý nhỏ là HTC One E8 phiên bản giảm giá bán tại Việt Nam là bản 2 SIM. Tuy nhiên phiên bản này sẽ không có nhiều khác biệt. Điểm khác biệt duy nhất là khay SIM nó sẽ có hai khe để nhét SIM thay vì một khe như bình thường. Ngoài ra thì khi đặt hàng chiếc điện thoại này tại Seven S thì các bạn có thể có được rất nhiều quà tặng đi kèm. Chúng ta có thể xem trên màn hình để biết rõ điều đó.
Và HTC đã tỏ rõ quyết tâm lấy lại thị trường của mình khi mà giảm giá chiếc One E8 của mình mạnh tay như vậy để nó có thể tiến vào phân khúc tầm trung với đầy lợi thế. Liệu các bạn có chọn chiếc điện thoại này không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở comment phía dưới. Còn bây giờ đã đến lúc mình phải nói lời chào tạm biệt rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.